channel của Tiên. Và hôm nay Tiên sẽ quay lại một cái buổi sinh nhật của Nguyên. Thì năm ngoái thì là không có làm được gì cho Nguyên là tại vì năm ngoái là Covid. Nhưng mà năm nay sẽ làm một cái party ở The Bricks, là một cái chỗ đồ ăn khá là ngon và có Avila ở đây. Trong cái vlog này thì nó sẽ vui một chút xíu, thì Tiên sẽ làm Q&A mọi người xem là mọi người bạn của Tiên có hiểu Tiên không nha mọi người. Để Tiên xem ta thích màu gì nhất. 5, 4 hồng 3, giỏi quá, được đó. Ok, cái đó là đúng một basic. Bây giờ sẽ đi đến sinh nhật Nguyên nha mọi người, let's go. Năm nay được lồng lộn lên đồ rồi nha mọi người, chứ không như năm ngoái nha. Như là sắp dịch lại rồi phải không? Thôi nhưng mà hơn, hôm nay celebrate được. Năm ngoái là ở nhà nha mọi người. Yeah. Yeah. Lại thở thêm một bên nữa. Oh my god. Ủa thịt nè mọi người, mặc đồ rất là lạc đề luôn nha. Hiện màu đen. Mà vậy đó mọi người. Cái vlog này á, là nếu như tao hỏi mọi người có hiểu tao không á, thì tao nói ăn ngon nhất là món gì? Chị nói ăn ngon nhất là món gì hả? Mò gì? Mò thịt heo. Heo? Thịt heo chiên ram là cái gì đó. Đây là cái gì đó? Thịt heo gì mà mỡ mỡ mọi người, với lại cái sốt Hàn Quốc. Cái mặt cái mặt. Okay. Đúng không? Đó là sên để dạy. Tuy cũng với lại canh canh mây. Canh mây hả? Vậy hả? Mày thấy cái đó ngon hơn hả? Vô mọi người, happy birthday Nguyên. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Double vlogging. Còn một con người nữa chưa tới, mọi người đoán là ai xem? Ai xem? Ai chưa tới giờ xem? Hello mày tới trễ á. Ai cho? Tao cho. Chị đang làm một cái sao lạnh Minh Huy. Cái video đầu tiên chị quay với em là video nào? Tiền quay mà là quay riêng hai đứa hay đó. Nghĩ đi. Em đố chị phải làm chưa? Phải làm video challenge của chị này nè. Đó chủ đề. Chủ đề cái mà đó. Hay quá trời. Đó. Cái mà gọi cái ồ đó. Quá giỏi. Sắc sắc. Vậy là đã hết cái vlog ngày hôm nay rồi. Tiên nhìn hơi bị ghê kia một xíu. Nhưng mà tại vì hôm qua mới ngủ dậy xong hôm qua luôn, thì qua lòng này rất là vui. Tiên sẽ để tất cả những footage ở đây cho mọi người xem. Chúc mừng sinh nhật má. Chúc má có một tuổi mới thật là nhiều thành công, nhiều hạnh phúc. Và con sẽ luôn luôn đồng hành má trong suốt thời gian tới nha. Happy birthday Nguyên, I love you. Mong mọi người đã thích vlog lần này và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye. Ai trẻ trâu nhất? Ai xinh nhất? Ai nhiều người theo đuổi nhất? Ai nhiều người yêu cũ nhất? Ai người yêu cũ là đời con chó? Ai giang hồ nhất? Bố mày sợ mày quá, bố kéo cả lo. Ai hợp gu con trai nhất? Ai may mắn trong tình yêu nhất? Ai giàu nhất? Ai cục tính nhất? Ai nhây lầy cợt nhả nhất? Ai lụy tình nhất? Ai học giỏi nhất? Ai có khả năng ấy lâu nhất?